Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one với Taurine, Inositol và Vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Với number one, ai cũng có thể là người hùng. Hãy uống number one. Nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG, giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam khó khăn do cơ chế giá. Bình Phước, lật thuyền trên sông Lấp, 4 người chết. Nguy cơ gây bỏng do thầy cùng bếp lẩu không đúng cách tại các nhà hàng quán ăn. Thưa quý vị, khi các nguồn nguyên liệu hóa thạch truyền thống đang cạn kiệt dần, thì việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo chính là giải pháp được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, đây cũng là xu hướng đang nhận được sự quan tâm dù đang vướng mắc về cơ chế giá. Hiện nay, điện mặt trời đã và đang bắt đầu nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án với công suất từ 20MW đến trên 300MW đã xuất hiện tại một số địa phương, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có cơ chế đấu nối giá điện. Tôi thấy rằng cái phát triển cái điện mặt trời mà ở trên các cái nóc của các cái mái nhà, nó là một cái có lẽ là cái khả thi cao nhất và văn minh nhất. Và cái hiệu quả của nó là rất cao. Quan trọng nhất là cái cơ chế đấu nối điện. Tiềm năng từ năng lượng gió tại Việt Nam khá lớn, dao động từ 1.800 MW đến trên 9.000 MW, thậm chí trên 100.000 MW, tập trung nhiều nhất tại vùng duyên hải miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên và các đảo. Nhưng đến nay cũng mới chỉ có 2 nhà máy điện gió chính thức hoạt động, còn nguồn năng lượng sinh khối thì cũng chỉ hoạt động thời vụ hoặc cầm chừng. Có thể thấy quyết tâm thực hiện hóa tầm nhìn năng lượng, trong đó tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong việc ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Song theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp thì những cơ chế chính sách này đưa ra chưa sát với thực tiễn. Ngày 26 tháng 11, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết. Đây là nhà máy xử lý rác thải đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết được xây dựng với công nghệ xử lý hiện đại, có công suất 400 tấn một ngày, tổng vốn đầu tư 495 tỷ đồng trên diện tích đất 10 hectare. Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại, sử dụng lò đốt công nghệ Liên bang Nga và hệ thống điều khiển tự động của Nhật Bản. Bằng việc chế biến và tái sử dụng rác thải sinh hoạt mỗi ngày để sản xuất ra phân hữu cơ vi sinh và tái sử dụng plastic hỗn hợp, dự án sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chôn lấp rác thải và giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm thứ cấp từ việc chôn lấp rác thải. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2017. Theo thống kê, mỗi ngày thành phố Phan Thiết thải ra khoảng 400 tấn rác thải. Tuy nhiên, chỉ khoảng 300 tấn rác thải được thu gom và phương thức duy nhất để xử lý chất thải đô thị là chôn lấp. Do đó, việc xây dựng nhà máy xử lý rác là rất cần thiết. Tiếp nối sự thành công của Google DevFest 2015, năm nay Google Developers Group Hà Nội tiếp tục đem đến sự kiện Google DevFest 2016. Sự kiện diễn ra vào hôm nay tại Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội, thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia. Chương trình năm nay được tổ chức với thông điệp chính: cùng nhau chúng ta có thể làm tất cả. Google quan tâm hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ lập trình. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức bởi Google Developers Group Hà Nội, một cộng đồng của Google tại Việt Nam trực thuộc Google Hoa Kỳ, có trụ sở tại Singapore. Còn về cái sự kiện này thì chúng mình mong muốn làm sao mà những cái công nghệ mới nhất và tốt nhất của Google sẽ đến với tất cả mọi người. Thì cũng muốn phát triển hơn nữa về hình ảnh của bản thân mình. Sự kiện lần này diễn ra với mục đích hỗ trợ cho các lập trình viên và các công ty khởi nghiệp thuộc ngành công nghệ tại Việt Nam về những vấn đề liên quan đến lập trình, kinh doanh quảng cáo sản phẩm công nghệ dùng Google. Nội dung chính của sự kiện bao gồm thảo luận, giải đáp thắc mắc, nâng cao kiến thức về các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay cùng các chuyên gia trong ngành, cùng các chủ đề khác như trí tuệ nhân tạo, Android, iOS và kinh doanh cùng Google. Ngoài ra, người tham dự còn được trải nghiệm những thiết bị ưu việt của Google trong lĩnh vực phần cứng chưa từng được Google phân phối ở Việt Nam như Google Pixel C, Nexus Play hay những thiết bị quen thuộc như kính thực tế ảo Google Cardboard. Chiều 26 tháng 11, tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội nghệ thuật dành cho trẻ em mang tên Chạm. Đây là sân chơi sáng tạo giúp các em nhỏ thỏa sức thể hiện tài năng hội họa cũng như hiểu hơn về tình yêu thương và đồng cảm với những số phận kém may mắn. Đến với ngày hội nghệ thuật Chạm do nhóm Art4 Sài Gòn tổ chức, các em nhỏ từ các mái ấm được vui chơi một cách hòa nhập và bình đẳng với các em nhỏ đi cùng cha mẹ đến đăng ký tham dự.
Các hoạt động chính trong ngày hội có thể kể đến như vòng tròn tình bạn, lớp học sáng tạo, kết nối sắc màu. Những chương trình thú vị này giúp các em thêm gắn kết và phát huy sự sáng tạo của mình. Mình đến từ đây mà thì được tham gia lễ hội này là các anh chị đã dạy dỗ cho mình những bức họa ba màu cùng với những cái màu rất là đẹp. Em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên mà Art Fair Sài Gòn tổ chức sự kiện chạm. Thì điểm đặc biệt của sự kiện năm nay chính là không có sự phân biệt giữa các em ở hoàn cảnh bình thường với lại các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cái mái ấm. Các em sẽ được vui chơi cùng nhau. Và các em ở đây thì đến từ nhiều mái ấm khác nhau như là mái ấm Hương Dương, mái ấm Hoa Hồng Nhỏ. Song song với triển lãm những sản phẩm nghệ thuật của các em nhỏ kém may mắn, ban tổ chức còn kêu gọi gây quỹ dành tặng cho các em để nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật của mình. Tiếp theo sẽ là các thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 27 tháng 11, một vụ tai nạn thương tâm do lật thuyền đã xảy ra trên sông Lấp thuộc địa bàn thôn 6 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, khiến 4 người chết. Theo thông tin ban đầu, 8 người ngụ thôn 6 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng đi trên một thuyền sang bên kia sông thăm người thân về. Do chở nặng nên thuyền bị lật. 4 người bị tử vong là anh Nguyễn Tấn Cường, sinh năm 1979, giáo viên trường cấp 23 Lương Thế Vinh, và vợ là chị Huỳnh Thị Thu, sinh năm 1980, ông Lưu Văn Hạnh, sinh năm 1969, và con trai Lưu Hoàng Phúc, sinh năm 2009. 4 người may mắn sống sót là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1970, anh Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1974, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo sinh năm 1976 và cháu Nguyễn Quỳnh Minh Anh sinh năm 2012. Đến 11 giờ 15 phút trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể và bàn giao cho gia đình mai táng. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 11, trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng khiến một người tử vong. Vào thời điểm trên, anh Phạm Xuân Nam trú tại thôn Phú Điềm, xã An Hòa điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 78H90398 kéo theo xe cải tiến phía sau. Khi qua đường theo làn tại giải phân cách giữa, anh Nam bị chiếc xe khách biển kiểm soát 17B01476 do Trần Ngọc Thắng, ngụ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình điều khiển lưu hành theo hướng Nam Bắc tông thẳng vào phần xe cải tiến chở hàng. Anh Nam văng khỏi xe mô tô và bị xe khách cán vào phần đầu tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau quá trình điều tra mật phục, vào hồi 13 giờ 50 phút chiều ngày 26 tháng 11, tại xóm 21 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, công an huyện đã phá chuyên án 116B, bắt 54 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Trước đó, vào đầu tháng 11, sau khi nhận được tin báo của quần chúng tại trang trại gà của ông Nguyễn Phúc Thắng ở xóm 21 xã Nghi Phong, thường xuyên có đông người lui tới. Bằng cách sử dụng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng đến đây để đánh bạc bằng hình thức đá gà, từ đó lập chuyên án 116B để đấu tranh. Sau quá trình điều tra, mật phục, ngày 26 tháng 11, vào lúc 13 giờ 50 phút, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, thủ trưởng đơn vị, 70 cán bộ chiến sĩ công an Nghi Lộc cùng với 25 chiến sĩ cảnh sát cơ động công an Nghệ An tăng cường đã bất ngờ ập vào bên trong trang trại của ông Nguyễn Phúc Thắng. Tại đây, 54 đối tượng đang tham gia sới gà đã bị lực lượng chức năng bắt gọn. Cơ quan điều tra thu giữ bước đầu số tiền 230 triệu đồng, 9 xe máy, 7 ô tô và 25 con gà chọi. Việc công an Nghi Lộc bắt ổ nhóm đánh bạc quy mô này được dư luận nhân dân đồng tình cao. Tại Bình Dương, sáng 27 tháng 11, một xe ô tô chở trên 500 kg lòng heo đang bốc mùi hôi thối đã bị Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh và Chi cục Thú y tỉnh bắt giữ. Khoảng 6 giờ ngày 27 tháng 11 tại chợ Hải Mỹ, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng đã bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát 54T9196 chở hơn 500 kg lòng heo đang bốc mùi hôi thối. Chủ số lòng heo là ông Đỗ Danh Mến, 48 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hay giấy chứng nhận kiểm dịch. Tại cơ quan công an, ông Mến khai nhận lấy số lòng heo trên từ chợ đầu mối Bình Điền về Bình Dương. Hiện cơ quan chức năng đã tịch thu số lòng heo để tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, tại các quán lẩu khi tiến hành thay cồn cho khách hàng, nhân viên phải đem bếp ra đúng khu vực quy định và thay cồn theo đúng quy trình. Thế nhưng, tại các quán lẩu, đa số nhân viên đều trực tiếp thêm cồn trước mặt khách hàng. Hành động này nếu sơ suất sẽ khiến lửa lan ra và gây bỏng cho khách, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, các quán lẩu sử dụng bếp cồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đa phần đều sử dụng cồn rắn, cồn gel. Các loại cồn này đều có thành phần chủ yếu là ethanol, trộn thêm methanol chứa nguy cơ gây cháy nổ cao. Điều đáng nói, nhân viên các quán lẩu đa phần đều thay cồn trực tiếp trước mặt khách, khiến lửa bùng lên. Theo đại tá Lê Minh Hiếu, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, quy trình thay cồn bếp lẩu đảm bảo an toàn,
là phải chờ cho lửa trong bếp tắt hẳn, đưa bếp ra khu vực quy định, cho cồn vào bếp và dùng que mồi lửa chuyên dụng, sau đó đặt lại bàn cho khách. Khi mà chúng ta sử dụng bếp cồn mà thay không đúng quy trình thì quá trình mà chúng ta thả những cái viên cồn dạng rắn vào trong cái thiết bị chứa thì có thể bắn những cái chất lỏng mà mang lửa. Lỏng mang lửa này nó bắn ra phía bên ngoài thì có khả năng thì lửa này nó sẽ bén cháy. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa không ít trường hợp về những vụ cháy nổ và bỏng người do thay cồn bếp lẩu không đúng quy trình. Tuy nhiên đến nay, thực trạng trên vẫn còn tồn tại do sự chủ quan của chính người dùng và các chủ quán ăn. Ở nhà hàng của mình á, thì các bạn phục vụ làm cái động tác thay cồn khi mà khách ăn lẩu theo quy trình nhất định để đảm bảo sự an toàn khách hàng. Cơ quan phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân cần tìm hiểu thật kỹ thông tin về bếp cồn. Các nhà hàng phải cần nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh. Cồn để sử dụng cho bếp lẩu phải được đặt nơi thoáng mát, cao ráo. Nơi kinh doanh phải có biển tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. Bình phòng cháy chữa cháy đặt nơi dễ nhìn thấy và cửa ra vào phải rộng rãi, thoáng đãng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Đắk Lắk đã khống chế được bệnh lở mồm long móng trên gia súc. Lâm Đồng triệt phá băng nhóm trộm cà phê gây bất an cho người dân thời gian qua. Lớp học đặc biệt dành cho trẻ em bụi đời.